Rồi, Tuấn Đường Cầu 08, ở ngành điện xin kính chào tất cả các anh em. Thì hôm nay cũng đang có hàng sẵn đây, anh cũng tư vấn cho anh em một vài loại thuốc, một số anh em đó hàng mình ăn. Thì lý do người ta sao đặt hàng như thế vậy thì anh sẽ giới thiệu cho anh em. Còn chi tiết công dụng từng loại thuốc á, thì anh em xem những cái clip cũ của anh ha, anh giới thiệu trong đó chi tiết hơn. Còn này anh chỉ nói sơ qua cho anh em lúc này mình nên sử dụng cái thuốc nào cho hợp lý. À, thì tùy theo con gà, cái giai đoạn sử dụng thuốc hợp lý thì nó mang lại hiệu quả rất là cao. Còn anh em không biết thuốc đó sử dụng như thế nào mà các anh em mua về anh em sử dụng thì không đúng lúc đó, thì nó không có mang lại hiệu quả đâu anh em. Rồi, ok, cảm ơn anh em. Giờ xem kênh anh, nếu mà quan tâm đến các loại thuốc nuôi gà, các cách sử dụng thuốc cho hiệu quả thì các anh em bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những clip mới của anh chia sẻ trong từng clip cho anh em. Mỗi một clip anh chỉ giới thiệu anh em một loại thuốc cho anh em dễ hiểu. Thuốc ở Tây Ban Nha bán rất là nhiều, từ loại thuốc nuôi, thuốc ốp, thuốc tăng bao cấp tốc, thuốc trị bệnh, thuốc gia long, nói chung là các loại phụ kiện như là cựa, nghệ, đá mài vẫn có đầy đủ. Mua hàng bên anh với đơn hàng từ 500 đổ lên thì anh sẽ bao ship, dưới 500 anh em tự chịu tiền ship là 35k một lần ship. Thì bây giờ anh mới về cái lô mà bịch chốt gà, đây chốt gà bằng vải nha. Thì cái bộ này là 40.000 bộ. Thì anh em nào mua đơn hàng từ 1 triệu thì anh sẽ tặng cho anh em, 1 triệu đổ lên thì anh sẽ tặng anh em một bộ bịch chốt này về sử dụng ha. Nói chung cái chương trình khuyến mãi đợt này anh chỉ là làm cái này chỉ có 500 bộ thôi, một bộ của nó là 4 cái đó. Thì cái khoảng thời gian chắc khoảng 1-2 tháng gì đó, thì nếu mà hết hàng thì anh sẽ không có chương trình khuyến mãi này nha. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 11 nha. Thì anh khuyến mãi nói chung là hết năm 2023 đi cho anh em dễ hiểu, mà ngày tây nha anh em đó. Rồi thì khoảng tháng mấy á, thì anh em mua hàng từ 1 triệu đó lên thì anh sẽ bao ship và tặng cho anh em cái bộ, vừa được bao ship mà vừa tặng anh em cái bộ bịch chốt này về cái anh em sử dụng ha. Rồi chương trình khuyến mãi này nói chung không có lớn mà nó cũng gọi là vui, niềm vui cho anh em ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào cái clip hôm nay nha anh em. Đây thì đơn hàng của anh đóng hàng hôm nay thì nói chung là gì, những mặt hàng bên anh bán thôi, nói chung nó cũng không có nhiều mà cũng không ít. Thì anh em nuôi gà chỉ sử dụng một vài loại thuốc chứ không có nhiều, mình sử dụng nhiều quá nhiều khi mình không biết cách sử dụng thì nó sẽ không mang lại hiệu quả cao đó. Mình nên tập trung vào cái giai đoạn nào mình sử dụng thuốc nào cho hợp lý thôi, mình có thể biết rồi thì đặt hàng bên đang, còn chưa biết thì có thể alo tư vấn cho anh em. Nhiều số anh em hôm nay thì được anh tư vấn các loại thuốc, rồi một số khách hàng cũ người ta biết sử dụng rồi người ta mua về người ta sử dụng thôi. Nó nhìn cái tông này nè, vị khách này á thì sử dụng cái khu vực con gà của người chỗ chỗ anh đó nuôi á là thiếu nắng, thiếu nắng, thiếu vitamin, thiếu nắng gọi là thiếu vitamin D á. Thì ở vitamin D thì trong những loại thuốc thì ít cái loại nào bổ sung vitamin D lắm. Con gà tông này nè, vừa rồi khi con gà mình nuôi đã có tai rồi, nước máu ok rồi, nhưng mà mình nó gọi là mình thiếu nắng, không có thời gian phơi nắng đâu đó, thì nó lúc lên nước máu, nhưng mà lúc đỏ lúc tái, lúc đỏ lúc tái, nói chung nước máu không có đều á, thì nó có rất nhiều tình trạng chứ không phải là con nào cũng giống nào. Nhưng con này thì nó thiếu thiếu nắng mà vô giai đoạn gọi là cái anh em khoảng 10 ngày nữa các anh em đem đi chơi thi đấu á, thì anh em nên sử dụng cây tông này đó, không có thời gian phơi nắng nha. Đó, một hộp là 2 dĩ 60k nha. Đó, đây là xem cái tông nó, còn đây là vị khách này 4 dĩ cao quy và 1 ký nghệ, thì nghệ bên ăn bán là 200k một ký nè. Đó, 200k một ký, còn cao quy này là 70k một dĩ, dĩ 10 viên. Thì công dụng của cao quy nó sẽ giúp gà của anh em gọi là tăng cái năng lượng trong 2 ngày chuẩn bị các anh em đi thi đấu. Nó thì cái này là nói chung nó rất là quan trọng, bởi vì cái mình nuôi bình thường hay mình nuôi truyền thống hay là mình nuôi thuốc dưỡng vậy, cái giai đoạn nước khuya nó rất quan trọng nha anh em. Khi mà nước khuya mình đã thắng tới nơi rồi mà mình không còn sức nữa, mình không còn nhảy được nữa, thì lúc đó là nhiều khi mình thua một cái là rất là quan. Thằng này thì nó sẽ bổ sung cái giai đoạn đó, nó sẽ đi khi mà trong cái thời gian mà mình đi, trong thời gian mà thi đấu á, thì nó sẽ tái tạo cái năng lượng từ cái những cái mô mỡ hay là những cái thức ăn trong cơ thể gà, nó sẽ tái tạo trong khoảng thời gian mà chỉ thi đấu luôn nha, chứ không phải mà cần có thời gian nghỉ ngơi gì mới tái tạo năng lượng được.
thằng này là hay cái chỗ đó. Trong thời gian mà sử dụng 2 ngày á, thì nó sẽ giúp gà anh em ăn tiêu rất là nhanh, mau tiêu mà nó khỏe mạnh. Tăng bo thì không có nhiều nha, tăng bo nhiều. Bo là do gà anh em nuôi giai đoạn đầu rồi, chứ mà vô 2 ngày này các anh em muốn bo lớn là không có bo lớn được đâu. Nó chỉ tăng cái độ bền, dẻo dai cái nước khuya. Nó cỡ nào nó cũng còn chưng, nói chung là phút 90 nó vẫn còn chưng nha anh em. Đó, cho dù anh em bình thường có nuôi thuốc hay không không quan trọng nha. Bình thường anh em nuôi thuốc thì nó sẽ đạt được hiệu quả 80%. Vô cái thuốc này nó thêm 10% nữa. Còn bình thường các anh em không có nuôi thuốc 50% thì vô cái này nó chỉ được 60%. Nó ăn nói vậy cho anh em dễ hiểu. Đó, theo quy. Nó còn nè, với khách xài một ký hũ nghệ nè, anh cũng gửi, này là khách quen, anh mới gửi một hũ nghệ, còn khách lạ mới là anh ít gửi lắm. Vì nói chung hay bị bơm nha anh em, thông cảm giùm anh. Rồi cái này xài thuốc nhỏ này, thuốc tăng bo cấp tốc này cũng ok, nên hôm nay đặt 1C. Thì tăng bo cấp tốc này sẽ nói chung là giúp tăng bo nhẹ thôi, với lại nó có thành phần thuốc giảm đau, thuốc giảm đau với giúp đông máu nhanh á, nói chung là nước ối đồ, rồi với lại nó có cái độ giảm đau đó, khi mà mình bị tác động từ ngoài vô thì nó không có đau đó, cho dù bị bao nhiêu nó cũng gọi là nó giảm đau được gọi là 60-70%. Bình thường mình vô một cái một là mình ê, còn này vô 5-7 cái là bình thường. Đây vị khách này là bắt đầu vô chế độ nuôi đó, thì được tư vấn là muốn vô ban đầu chế độ nuôi thì mình muốn bo mạnh, ăn uống ngon lành á, thì mình sử dụng thuốc sổ lãi. Tiếp tới là mega B2 là bổ máu, này sổ lãi nha. Còn tới nữa thì con gà cho anh em mà nó sung mãn là lúc đó ăn uống rồi bò cái tốt được. Đó là gì mình sử dụng ghen xe. Đây giá cả của nó đây nha. Đó thì đây ăn đơn hàng này nói chung là thực tế chứ không phải mà chân xe chân ga cho vui nha anh em. Mã đơn rồi cái ghi đầy đủ sản phẩm, tên sản phẩm. Đó, cái gì có đầy đủ đây. Rồi khách hàng này thì giờ tư vấn cho bộ thuốc nuôi. Từ giai đoạn đầu mình nuôi sao cho đơn giản nhất, rồi đó giờ không biết sử dụng thuốc. Thì anh em không biết sử dụng thuốc thì nên sử dụng bộ Galumin và B15B2 này. Đó, B15B2 là 300, Galumin là 200. Đó, hũ nhâm viên như này, này cũng thì Inter Pharma của Mỹ. Rồi tiếp tới thì mình nên có một cái, nói chung phải có sổ lãi mới được. Bây giờ nuôi gà cỡ nào nuôi vô chế độ phải có sổ lãi nha anh em. Bất cứ anh em sử dụng loại thuốc sổ lãi nào thì kỳ tỷ anh em, hoặc là sổ bằng cao gì đó. Đó thì tùy theo anh em phải tìm hiểu nha, nhiều khi sử dụng không đúng mục đích, sử dụng quá liều rồi đó là nó sẽ gây hư cái đường ruột gà. Rồi ok, đây có một vị khách muôn hũ Galumin nè, nói chung là trước giờ là một hũ giờ nghịch gửi lắm, nói chung hay bị bơm. Còn vị khách này nói là nó mua ở đâu đó, nói chung không có vừa ý, mà qua bên đang mua thử thì sẵn đây thì cũng nói chung bán cho anh em luôn. Nó thì đơn hàng dưới 500 thì anh em tự chịu tiền ship nè. Đó, như đơn hàng này là 550 trong bao ship nè, không gì ship nè. Rồi nó vị khách này là hàng này cũng mới luôn nè, nó muốn sử dụng cái từ lúc nuôi tới lúc mà thi đấu được, nó mà nó cần cái thuốc gì để mang lại bo lớn, nói chung là bo lớn người ta chịu đựng thuốc dẻo dai, thì nói chung là nói là mình sử dụng thuốc hỗ trợ phần là anh em nuôi một phần nha, chứ đừng nghĩ ý mình sử dụng thuốc mình không có cho ăn uống chăm sóc như là quần hay là phơi nắng đồ ăn rau củ quả rồi, là nói chung nó không mang hiệu quả cao. Khi sử dụng thuốc nó chỉ là hỗ trợ mình phần đó, thì anh em bổ sung thêm các loại cách nuôi như bình thường đó, sẽ mang lại hiệu quả cao. Thì muốn nuôi giai đoạn đầu anh em không biết sử dụng thuốc gì đó thì có thể là sử dụng B15B2 với Galumin thôi. Nó còn muốn ngon nữa thì các anh em mới vô thì các anh em nên sử dụng thằng Mega B12 này đó. Nên đầu tiên là nên sử dụng thằng Mega B12 nó để cho con gà mình nó sung mãn lên khoảng ba uống khoảng 2-3 viên. Nó thì anh em có thể kẹp với Galumin trước, rồi cái giai đoạn sau khi gà nó lên nước máu ăn uống ngon lành rồi thì các anh em có thể ngừng Mega B12, cho nó sử dụng B15B2 vô, chứ đừng sử dụng hai thằng B12 một lượt nha anh em. Tất cả loại thuốc B12 trên thị trường các anh em chỉ sử dụng một thôi. Rồi tiếp tới là thuốc tăng bo cấp tốc nữa, này nhỏ xanh nha, này lỏng nha. Thì khách này nói giờ không biết sử dụng thuốc tăng bo cấp tốc để làm gì, không biết sử dụng sao, thì nói thôi bán cho một loại này là dừa dừa thôi. Nó thì anh đưa cho anh em là xanh lá nè, này là một CE15 là 200k nha. Thì thuốc tăng bo cấp tốc thì nó giống nhau thôi, nhưng mà tùy theo giá tiền mà thành phần thuốc trong nó sẽ khác nhau. Đó. Rồi khách này thì chỉ sử dụng đơn giản là
nuôi nhiều mà không có cần sử dụng thuốc nuôi. Đó, người ta chỉ nuôi nhiều, người ta mua sổ lãi đây, một hộp sổ lãi. Đây, một hộp sổ lãi, rồi một hộp cao quy. Đó, chỉ sử dụng vậy thôi. Cao quy sử dụng hỗ trợ 2 ngày trước khi thi đấu. Còn sổ lãi thì nói chung mình chơi trong giai đoạn bắt đầu nuôi là mình vô chế độ thì mình sử dụng nó rồi. Đó, đây. Đó. Số anh em chỉ sử dụng 35, 32 không à. Nói chung điều kiện kinh tế người ta không có. Vì là người ta muốn nuôi cách đơn giản. Người ta sợ nuôi nhiều quá, nó gà bị nóng. Nóng hay không là do mình nuôi thôi. Mình nuôi mình uống thuốc quá thì uống thuốc 5-7 loại thuốc gì mà không biết phân chia cái thời gian để mà uống thì nó sẽ bị nóng thôi. Như con người mình thôi. Đó, nhiều khi các em bị bệnh, 2-3 bệnh lượt thầy thuốc người ta sẽ đưa 5-7 chục viên luôn lần đó. Mà tại sao mình uống được, mình không có bị gì hết. Còn số loại thuốc mình uống vô tại sao vô không bị nôn mửa tiêu chảy thì ôi tùm lum hết đủ thứ chuyện đó. Rồi thì đây là một số loại thuốc hôm nay cũng giao cho số anh em, sáng nay em tư vấn cho anh em nào chưa biết thì có thể mua về sử dụng đó. Ngoài ra còn thuốc rất là nhiều đây đó. Thì tùy theo những anh em nào xem liên quan thì sẽ biết đó. Con số này hàng đang hết hàng, đang cháy hàng luôn, chuẩn bị về nha anh em. Rồi anh em có xài thì ủng hộ ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi chào anh em, hẹn gặp lại đến trong clip mới nhất.